Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe podcast điểm tin nổi bật sáng mùng 10 tháng 4 năm 2023 trên báo Thanh Hóa điện tử. Tôi là biên tập viên Lan Phương, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin sáng hôm nay với các tin chính như sau. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 4, khai mạc phiên họp thứ 22 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Giải Việt giã báo Thanh Hóa chạy vì sức khỏe cộng đồng lần thứ 27 khẳng định tầm vóc sân chơi truyền thống của phong trào thể dục thể thao Thanh Hóa khai mạc lễ hội tình yêu hòn chống mái Sầm Sơn năm 2023. Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo nghe nhạc xem video được tiền. Sau đây là nội dung chi tiết. Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc vào hôm nay mùng 10 tháng 4 và bế mạc vào ngày mai 11 tháng 4 năm 2023 tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, phương án phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2023, xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Về công tác khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 và tổng kết kỳ họp bất thường thứ 4, Quốc hội khóa 15. Cho ý kiến về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Sáng 9 tháng 4, tại khu du lịch biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức giải Việt giã báo Thanh Hóa chạy vì sức khỏe cộng đồng lần thứ 27 năm 2023. Mở đầu là phần chạy tập thể hưởng ứng chạy vì sức khỏe cộng đồng khá sôi nổi với sự tham gia của các đại biểu cùng 500 học sinh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Qua đó tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ Vĩ Đại. Tham gia tranh tài tại hai nội dung chạy 3.000m nữ và 5.000m nam có 200 vận động viên thuộc 25 huyện thị xã thành phố trong tỉnh và các đơn vị công an tỉnh và trường cao đẳng y tế Thanh Hóa. Nội dung chạy 3 000 mét nữ, vận động viên Đỗ Thị Nguyệt của đoàn thành phố Thanh Hóa đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để về đích đầu tiên. Cự ly chạy 5.000m nam, vận động viên Lê Văn Thao của đơn vị thị xã Nghi Sơn đã xuất sắc cán đích đầu tiên. Kết quả huyện Thọ Xuân giành giải nhất toàn đoàn, xếp thứ nhì là thị xã Nghi Sơn và xếp thứ ba là huyện Thạch Thành. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải khuyến khích cho các cá nhân xếp từ vị trí thứ tư đến thứ 10 ở hai nội dung thi đấu. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao cờ thi đua xuất sắc cho 10 đơn vị tổ chức tốt phong trào Việt giã cấp cơ sở và tham gia giải tỉnh. Thành công, tầm vóc và sự lớn mạnh của giải Việt giã Báo Thanh Hóa chạy vì sức khỏe cộng đồng lần thứ 27 năm 2023 là điểm tựa quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa. Sân chơi truyền thống này cũng là bệ phóng cho nhiều vận động viên tài năng tiếp tục đóng góp cho thể dục thể thao tỉnh nhà trong tương lai. Tối qua mùng 9 tháng 4, thành phố Sầm Sơn đã long trọng tổ chức lễ hội tình yêu hòn chống mái Sầm Sơn năm 2023 tại quảng trường tình yêu hòn chống mái phường Trường Sơn, thành phố Thanh Hóa di tích danh thắng quốc gia Hòn Chống Mái nằm trên dãy núi Trường Lệ, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia năm 1962. Nơi đây vẫn còn giữ vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ và mang trong mình những giá trị đặc biệt về văn hóa gắn liền với thiên tình sử cảm động, được truyền từ đời này sang đời khác, chứa được ước mơ ngàn đời của người dân nơi đây về cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc. Với mong muốn tạo ra một sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn dựa trên truyền thuyết hòn chống mái. Lễ hội đã được thành phố Sầm Sơn tổ chức lần thứ nhất vào năm 2019. Qua đó nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, tuyên truyền về truyền thuyết danh thắng hòn chống mái đến nhân dân và du khách. Lễ hội còn là dịp để góp phần giáo dục truyền thống, tình yêu lứa đôi, hạnh phúc gia đình của người dân Việt Nam. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Sầm Sơn nói chung và khu danh thắng hòn chống mái nói riêng. Lễ hội tình yêu hòn chống mái Sầm Sơn năm 2023 đã thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh tham dự, cùng với rất nhiều hoạt động sôi nổi như triển lãm khoa cây cảnh, ngày hội thanh niên với trò chơi dân gian khiêu vũ, liên hoan dân vũ thể thao, hội thao gia đình năm 2023. Qua sự kiện này, thành phố Sầm Sơn và tỉnh Thanh Hóa mong muốn đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, ấn tượng khó quên khi đến với thành phố biển của xứ Thanh. Đồng thời là điểm đến hấp dẫn trong chuỗi các hoạt động hướng tới sự kiện lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn, khánh thành quảng trường biển và lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2023. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại du lịch của người dân tăng cao trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và mùa du lịch hè 2023, các hãng hàng không Việt Nam đều đã chuẩn bị các phương án tăng tải cho đợt cao điểm. Trong khi đó, Cục hàng không Việt Nam quyết định tăng tham số điều phối slot giờ cất hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè. Cụ thể từ ngày 28 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5 và cao điểm hè 2023 từ ngày mùng 1 tháng 6 đến 15 tháng 8 sẽ tăng thêm 26 slot trên một ngày cho cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Với việc tăng thêm slot này, các hãng hàng không sẽ cung ứng thêm khoảng 4.500 đến 5.000 ghế trên một ngày, đáp ứng nhu cầu của hành khách trong các giai đoạn cao điểm. Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không điều hành chuyến bay đúng giờ, hạn chế tình trạng chậm chuyến, đơn vị cung cấp dịch vụ cần xây dựng kế hoạch phục vụ chuyến bay trong thời gian cao điểm. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, mới đây chị Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1989 ở xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa, trình báo bị lừa 1,1 tỷ đồng sau khi tham gia hình thức nghe nhạc được trả tiền. Tương tự ngày 20 tháng 3, chị LTH ở phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa có nhận được điện thoại mời tham gia làm cộng tác viên nghe nhạc tăng lượt view, lượt like cho ca sĩ với thủ lao từ 100.000 đến 200.000 đồng. Qua ứng dụng Telegram, chị Hờ tin tưởng làm theo yêu cầu của đối tượng, nhưng sau đó phát hiện ra chiêu trò lừa đảo. Tổng số tiền chị đã chuyển khoản theo yêu cầu của đối tượng là hơn 100 triệu đồng. Hình thức tiếp cận của nhóm lừa đảo rất đơn giản. Chủ nhân của số điện thoại sẽ nhận được một cuộc gọi của một người xưng là nhân viên của một sàn thương mại điện tử, có nhiệm vụ tăng tương tác cho các bài hát trên Zing MP3 bằng cách trả tiền tương tác, hoa hồng cho người nghe nhạc. Đối tượng giải thích chỉ cần bật bài hát được yêu cầu trên Zing MP3 thì sẽ nhận được 10.000 đồng trên một bài. Kể cả không nghe, mà chỉ bật lên để đó cũng vẫn nhận được tiền. Kể cả không nghe mà chỉ bật lên để đó cũng vẫn nhận được tiền. Sau đó sẽ được mời để đề nghị kết bạn qua Zalo. Mọi thông tin cá nhân tài khoản sẽ được nhóm lừa đảo khai thác, những người hám lợi sẽ dễ dàng bị mắc bẫy. Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đang đề xuất xe không kinh doanh vận tải được giãn chu kỳ kiểm định ngay từ chu kỳ đăng kiểm hiện tại mà không phải mang xe đến. Theo đó, chủ phương tiện chỉ mang theo các giấy tờ cần thiết gồm đăng ký xe, sổ kiểm định để làm thủ tục và được cấp tem kiểm định mới phù hợp với thời gian được gia hạn mà không phải mang xe đến các trung tâm đăng kiểm. Theo cục đăng kiểm Việt Nam sẽ có 3,1 triệu xe không kinh doanh vận tải được giãn chu kỳ kiểm định nhưng phải đến chu kỳ kiểm định tiếp theo mới được thực hiện quy định này. Vì vậy số lượng phương tiện đến kỳ kiểm định hiện nay và trong thời gian tới là rất lớn, tình trạng quá tải tại các trạm đăng kiểm sẽ không suy giảm. Hiện nay tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước vẫn xảy ra tình trạng ách tắc, phương tiện phải chờ lâu mới đến lịch được kiểm định xe để tháo gỡ khó khăn trong việc đăng kiểm xe cơ giới, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ bằng xe ô tô. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép thực hiện giãn chu kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải ngay từ chu kỳ đăng kiểm hiện tại. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, kỳ thi được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2023. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học, một bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi sớm hơn 2 tuần so với năm 2022. Thí sinh có thể tra cứu điểm từ 8 giờ sáng ngày 18 tháng 7 thay vì 0 giờ như các năm trước. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh chậm nhất là vào ngày 20 tháng 7. Thí sinh có thể dùng kết quả thi tốt nghiệp để đăng ký xét tuyển đại học từ ngày 10 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, các em có thể điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng của bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe podcast điểm tin nổi bật sáng mùng 10 tháng 4 năm 2023 của báo Thanh hóa điện tử. Chúc quý vị một tuần thật mạnh khỏe và làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.